Mới đây, Kerowick 2023, sự kiện thường niên được tổ chức bởi Trường Doanh nhân Seoul Việt Nam Global đã chính thức diễn ra, nhằm kết nối nhà trường, học viên và doanh nghiệp. Năm nay, với thông điệp The First Step, bước đầu tiên, chương trình mong muốn trở thành người bạn đồng hành của mỗi học viên trên bước đi đầu tiên khi từng bước chinh phục nấc thang của sự nghiệp. Sự kiện có sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp đang hoạt động trong đa dạng lĩnh vực cùng các bạn học viên của Trường Doanh nhân Seoul Việt Nam Global. Tại Kerowick năm 2023 đã triển khai các hoạt động kết nối việc làm, tuyển dụng trực tiếp từ các doanh nghiệp đối với học viên của nhà trường, đồng thời định hướng nghề nghiệp giúp các bạn lựa chọn được những vị trí công việc phù hợp trong các doanh nghiệp, tổ chức từ chỗ hoạt động workshop kỹ năng. Căn cứ vào cái nhu cầu của các bạn học viên thì nhà trường sẽ liên hệ với các doanh nghiệp để kết nối, để đáp ứng cái phục vụ cái nhu cầu và mục tiêu của các bạn đấy. Và hiện tại thì là số lượng doanh nghiệp thì cũng rất là đông và cũng đa dạng cái ngành nghề theo cái nhu cầu của các bạn học viên. Bạn ở trường doanh nhân thì các bạn rất là năng động, và cái quá trình mà học tập tại đây thì chị nghĩ chắc chắn là về chất lượng của các bạn cũng sẽ rất là tốt. Đi làm sớm tại các doanh nghiệp thì các bạn sẽ có cái cơ hội để được cọ sát nhiều hơn với doanh nghiệp, bởi vì là việc học và bên ngoài thực tế nó rất là khác nhau. Chính vì thế mà khi mà các bạn cọ sát sớm thì các bạn sẽ có một cái sự trau dồi về kinh nghiệm lẫn với các cái kỹ năng của các bạn cũng sẽ được gia tăng rất là đáng kể. Sự kiện sẽ tiếp tục kéo dài đến hết ngày 15 tháng 7, hứa hẹn kết nối việc làm cho 100% học viên trong trường, đồng thời tìm kiếm những ứng viên vàng cho phía doanh nghiệp.